Anh kể cả chú một ngày chú cũng kiếm ra bao nhiêu mà anh cũng kiếm ra thì cũng không nghĩ được cái việc đấy. Chú 60-70 cây chú sang chứ không phải nghĩ lại gì cả. Em mang con dao vào cho. Vợ anh bắt anh bán này gì đấy? Bán mới biết. Đây, chú nhìn đây, anh xe anh mua, anh nhưng mà chị hỏi thật chị có tiền bạc các thứ anh em có. Nhưng mà hỏi thật chị là chị có thích anh đi xe này không? Đã bán rồi. Anh đi xe nào không được. Xe đây anh cần lại cái xe không phải nhà không có xe. Anh là người đam mê rồi, em nhìn là biết anh đam mê rồi. Đây là một người đam mê win nhưng mà không còn phải là bảo sờ xà cái gì nữa, anh em về là cứ thế là bán cho anh em thôi, không phải làm máy. Đây là một người đây là một người đam mê rồi. Anh em cứ đi thử đi máy căng binh luôn. Mấy ngày trước. Đã một người bảo đã một người đam mê về như này rồi lại biết anh em biết rồi. Thì thôi thì anh em mua là xe là người thật việc thật chứ không phải mình không buôn bán gì đâu. Vâng. Không buôn bán gì cả. Nhưng mà anh cho em xin cái lý do tại sao anh bán em quay cái video lốt á. Ok. Anh cứ cho lý do chân thật đi. Thật sự là bây giờ là đây chú quay ở đây nhà anh chật như này, anh chuẩn bị làm nhà đây thì anh không có chỗ nữa. Không nghe chuẩn bị làm nhà đúng không? Tiền nong thì đối với anh em thì anh lại chạy xe tải này. Anh thích là đi mua là phải về phải có công. Mình đúng rồi. Làm thì anh đi chở hàng anh cũng thích là người ta lấy cho mình nhưng mà phải vui vẻ mình kiếm được. Hay là mình mua bán cái gì cho khách người ta phải kiếm được. Chứ người ta không kiếm được kiếm là sao bảo ơi. Mua cái chú loại chú kia ghế vàng nó dễ. À, chỗ dựng cho này cho nó nét này. Đấy. Quay cái video cho nét này. Đầu bò này là đầu bò nói thật sự nếu mà không được chấp thành phố và vùng Tây Bắc cái đất nó bắn vào đỏ ngầu nó ra gì đâu. Không bò này anh chụp ảnh em nhìn này đẹp rồi. Đầu bò răng nó trắng ngần nó như này, một màu sắt nó như này chứ đầu bò trên Tây Bắc xong là nó đất đỏ nó bám lên xong là vỡ vẩn tản nhiệt còn bị mẻ nữa thì tính gì cả ấy. Nhìn kể cả từ cái nắp số bát nó rất là đẹp, ốc ước nó rất là tròn vo. Đấy, chế chiếc đẹp. Kể cả trong này những cái hệ thống này của nó nhũn như đĩa xịn luôn chứ không phải là mình lắp những cái vớ. Không, nói chung là em nói thật là nhìn anh chơi xe em biết rồi. Anh em nhìn sạch với xe em là xong là giá có thôi. Thứ về không phải cái gì cả. Anh ấy không đi phải sợ. Xe đó rồi mưa là không bao giờ đi đến con này. Rồi mưa là phải rất đi không để đi mưa mà dựng ra nó dỉ. À. Đấy là lời nói của một người vợ có chồng đi xe win anh em nhé. Chỉ vì là anh ấy xây nhà đây là anh đổi. Con này chính thức màu đen anh em nhé. Anh nhắc lại màu đen. Màu đen. Nó là một con xe màu đen. Nhưng anh thích màu đỏ anh ném xăng thôi. Đấy. Anh ở mua bình xăng này mấy triệu bạc này. 7 triệu rưỡi bạc rồi. Đấy. Pha đèn đẹp. Chờ cái mic nó lên tí pin nữa anh em nhé. Em sẽ quay video. Quay video cho anh em ạ. Đấy. Nào. Nhìn này. Bác là chốt thì chốt nhanh nhé. Về phải vào thêm đồ nhiều. Chị bán thêm, chị có tiếc không chị? Chị biết đi xe này không? Không biết đi xe này à? À. Đa số người ta không thích xe này. Người vợ thường thường không thích. Quan trọng là giá thôi anh em ạ. Cho em sạc cái mic vào em ơi. Đúng rồi, con phải cao. Đa số đàn ông như phụ lý đều có xe này đẹp lắm. Đi cho vào trong đây anh em. Cho vào trong quay cho nét.